Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân. Bài 5. Các thủ tục và nghi lễ hôn nhân. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Bài giáo lý số 4 mà chúng ta đã nghe cho thấy rằng tôn giáo có vai trò rất quan trọng trong đời sống hôn nhân và gia đình, vì nó ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách xử sự và việc giáo dục con cái. Vì thế, hôn nhân khác tôn giáo là một vấn đề hết sức phức tạp. Chính vì phức tạp như thế, Hội Thánh chỉ cho phép chứ không khuyến khích con cái mình kết hôn với người khác tôn giáo. Để việc kết hôn đó thành sự thì họ phải hiểu biết và chấp nhận những mục đích và đặc tính của hôn nhân. Ngoài ra, bên Công giáo phải cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo. Đồng thời phải thông báo cho bên không công giáo biết rõ những điều ấy. Hơn nữa, khi kết hôn với người khác đạo, người tín hữu có thể gặp những nguy hiểm là họ dễ trở nên nguội lạnh và bỏ đạo. Đồng thời, gia đình thường xuyên bất đồng và dễ tan vỡ. Sau cùng là nếu lập gia đình với người khác đạo, bên công giáo cần phải sống tốt đạo và trở nên chứng nhân tin mừng cho con cái và người bạn đời của mình. Qua bài giáo lý trên, chúng ta hiểu rằng chỉ vì lợi ích và phần rỗi của người tín hữu mà Hội Thánh tỏ ra thận trọng và dè dặt đối với vấn đề hôn nhân khác tôn giáo. Như chúng ta đã biết, đối với người công giáo, đức tin là điều vô cùng quan trọng cho đời sống của họ. Vì thế, họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống để bảo vệ đức tin. Nhìn lại lịch sử Hội Thánh, chúng ta thấy cả hàng triệu triệu tín hữu đã chấp nhận biết bao đau khổ và hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đức tin. Đó là các thánh tử đạo. Ngày nay, chúng ta cũng cần sống làm sao để đức tin càng ngày càng vững mạnh và tránh những nguy cơ có thể làm nguy hại đến đức tin. Vì được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng được ích gì. Vì thế, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định kết hôn với người khác tôn giáo để tránh những hậu quả có thể làm phương hại đến đức tin và để đảm bảo cho hôn nhân của mình vừa đạt được hạnh phúc đời này và vừa dẫn ta tới hạnh phúc vĩnh cửu. Hôm nay, chúng ta bước vào bài giáo lý số 5 nói về các thủ tục và nghi lễ hôn nhân. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ nắm bắt được tiến trình thủ tục hôn nhân cũng như hiểu được ý nghĩa của lễ nghi hôn nhân mà chúng ta sẽ cử hành. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Khải Huyền. Ta hãy vui mừng hoan hỷ, hãy tôn vinh Chúa, vì này đã đến rồi, tiệc cưới chiên con và hiền thê của Ngài đã trang điểm sẵn sàng, và nàng được mặc chúc bâu rạng ngời tinh sạch. Kính thưa quý học viên, tự bản chất, hôn nhân mang tính xã hội vì nối kết đôi bạn trước mặt gia đình, bạn bè cũng như trước mặt toàn thể xã hội. Chính vì thế, xã hội nào cũng có những quy định về cưới hỏi, tạo nên những phong tục tập quán riêng. Đối với Công giáo, hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh và đã được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích. Bởi vậy, đối với bí tích hôn nhân, Hội Thánh cũng có những thủ tục và lễ nghi nhằm diễn tả bản chất đích thực của giao ước hôn nhân, đồng thời giúp đôi tân hôn đón nhận dồi dào ơn sủng do bí tích hôn nhân mang lại. Đặc biệt là Kitô hữu Việt Nam,
khi tổ chức hôn lễ, chúng ta cần diễn tả đức tin theo nét văn hóa truyền thống của mình. Nội dung bài giáo lý hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm chính sau. Thứ nhất là các thủ tục và nghi lễ dân sự. Thứ hai là các thủ tục và nghi lễ tôn giáo. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Các thủ tục và nghi lễ dân sự. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm nhỏ là các thủ tục về mặt dân luật và các lễ nghi theo truyền thống Việt Nam. Trước hết, các thủ tục về mặt dân luật bao gồm việc đăng ký kết hôn và tổ chức đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn được diễn ra tại Ủy ban Nhân dân, nơi đang cư trú, của một trong hai bên kết hôn. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật, cơ quan hữu trách sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy hai bên có đủ điều kiện, thì sẽ tổ chức đăng ký kết hôn. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, phải có mặt hai bên nam nữ. Đại diện cơ quan yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý, thì sẽ trao giấy chứng nhận kết hôn. Kế đến, trước kia các lễ nghi theo truyền thống Việt Nam có nhiều nghi lễ rườm rà. Nhưng ngày nay, các nghi lễ đã được đơn giản hóa và thu gọn vào trong ba lễ sau. Trước hết là lễ dạm hay chạm ngõ. Như chúng ta biết, trước đây, việc hôn nhân là do cha mẹ ấn định qua người mai mối, nên nhiều đôi trai gái không hề biết nhau. Lễ chạm ngõ là để chàng trai xem mặt cô gái và cũng để cô gái thấy mặt chàng trai của mình. Đây cũng là dịp để gia đình hai bên chính thức xác nhận việc mai mối của ông Mai, bà Mai. Lễ dạm là nghi thức đầu tiên sau khi đôi trai gái yêu nhau và được cha mẹ hai bên đồng ý. Dạm là ướm hỏi xem có ưng thuận không. Gia đình hai bên gặp nhau để xin cho đôi trai gái được chính thức đi lại tìm hiểu nhau. Nghi thức này thường được tổ chức giới hạn trong gia đình hai bên. Tuy nhiên, ngày nay nhiều nơi đã bỏ lễ này, chỉ còn giữ lễ đính hôn và lễ cưới. Thứ đến là lễ đính hôn, hay còn gọi là lễ hỏi hoặc đám hỏi. Sau thời gian tìm hiểu, bên nhà trai mang lễ vật đến nhà gái chính thức xin cầu hôn. Lễ hỏi thường gồm trầu cau, rượu, chè và bánh trái. Tất cả được đựng trong hộp màu đỏ hoặc gói giấy đỏ, vì màu đỏ chỉ sự vui mừng. Những lễ vật của nhà trai mang tới được nhà gái đặt một ít lên bàn thờ gia tiên. Lễ xong, bánh trái, trầu cau, chè được nhà gái lại quà cho nhà trai một ít, còn lại nhà gái dùng để chia cho họ hàng thân quyến. Mục đích của việc chia bánh trái, biếu trầu cau là để báo tin cho họ hàng, bạn bè nhà gái biết con gái mình đã đính hôn. Sau cùng là lễ cưới. Bên đàn trai thì gọi là thành hôn, bên đàn gái thì gọi là lễ vu quy. Lễ vu quy. Lễ cưới cử hành tại nhà gái được gọi là lễ vu quy, tức là lễ cho con gái về nhà chồng. Trước đây, lễ này còn được gọi là lễ nghênh thân hoặc lễ nghênh hôn. Vì trong lễ này, chú rể phải tới nhà bố mẹ vợ để đón cô dâu. Bởi vậy, lễ nghênh thân còn được gọi là lễ đón dâu. Nhà trai đem lễ vật đến đặt trước bàn thờ. Nhà gái kiểm lại xem có đầy đủ như đã thỏa thuận không. Sau khi công nhận đầy đủ, thì cho thắp đèn trên bàn thờ để chú rể và cô dâu làm lễ gia tiên. Chú rể lạy bốn lạy trước bàn thờ để trình diện gia tiên. Tiếp đến, cô dâu lạy để xin phép xuất giá. Sau đó, chú rể và cô dâu lạy ông bà, cha mẹ, cô dì, cậu mợ, chú bác và họ hàng nhà gái.
Đây cũng là lúc cha mẹ và những người trong thân tộc nhà gái tặng tiền hay quà cho dâu rể mới. Tiếp đến là tiệc mặn hay lạt. Cuối tiệc, trước khi cho đón dâu về nhà chồng, đại diện nhà gái gửi gắm cô dâu cho nhà trai, xin nhà trai đón nhận người con dâu vào trong gia đình và chỉ giáo thêm. Tại Nam Bộ, lễ vu quy được tổ chức long trọng ngày hôm trước lễ cưới. Trong lễ này, nhà gái mời tất cả thân tộc nội ngoại và cô dâu mời bạn bè dự tiệc. Thường chú rể cũng phải đến trong bữa tiệc này để trình diện dòng họ nhà gái. Tối hôm trước ngày cưới, thường có nghi lễ xuất giá rất cảm động. Cô dâu lạy bàn thờ tổ tiên, rồi ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình. Lúc này, những người trong thân tộc tặng quà, tiền cho cô dâu. Lễ thành hôn. Lễ cưới được tổ chức tại nhà trai gọi là lễ rước dâu. Đây mới chính là lễ thành hôn. Đoàn rước về đến nhà trai, cô dâu được đưa đến trước bàn thờ để làm nghi lễ thành hôn. Nghi thức nổi bật nhất là đốt đèn trên bàn thờ gia tiên. Sau đó cô dâu lạy ông bà, cha mẹ chồng, chào những người trong dòng họ nhà chồng. Lúc này, những người trong thân quyến bên chồng sẽ tặng quà, tiền. Sau đó là nhập tiệc. Cuối tiệc, đại diện nhà gái gửi gắm cô dâu cho nhà trai và nhà trai tạm biệt nhà gái. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất nói về các thủ tục và nghi lễ dân sự. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ hai nói về các thủ tục và nghi lễ tôn giáo. Các thủ tục và nghi lễ tôn giáo. Trong phần này, chúng ta cũng đề cập tới hai điểm nhỏ là các thủ tục theo giáo luật và nghi thức bí tích hôn nhân. Trước hết là các thủ tục theo giáo luật. Các thủ tục của Hội Thánh có mục đích giúp đôi bạn hiểu biết và cử hành bí tích hôn nhân được thành sự. Các thủ tục này bao gồm ba giai đoạn sau. Thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị xa. Khi có ý định tiến tới hôn nhân, hai bên nam nữ cần đến gặp cha xứ để được hướng dẫn. Cha xứ sẽ trao đổi và giúp anh chị làm tờ khai hôn nhân để biết anh chị có đúng là Kitô hữu không, có hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân công giáo, đồng thời có biết rõ nhiệm vụ của vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu không. Ngài sẽ giúp anh chị học hoặc ôn lại giáo lý hôn nhân cũng như cách sống đức tin trong đời sống hôn nhân và gia đình. Việc chuẩn bị này là điều rất quan trọng để lời cam kết của hai anh chị trở thành một hành vi tự do và có trách nhiệm, cũng như hôn ước của anh chị có được nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài. Hơn nữa, để giúp anh chị kết hôn thành sự và hợp pháp theo như luật của Hội Thánh quy định, Ngài cũng cần phải biết chắc hai anh chị không bị mắc ngăn trở nào. Nếu có, Ngài sẽ giúp anh chị giải quyết. Ngoài ra, anh chị cũng cần được hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa các nghi thức khi cử hành bí tích hôn nhân. Nếu anh hoặc chị thuộc một giáo xứ khác thì phải trình giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức. Việc chịu phép rửa tội là cần thiết để lãnh nhận thành sự bí tích hôn nhân. Còn đối với bí tích thêm sức, luật Hội Thánh quy định, người công giáo nếu chưa thêm sức, phải lãnh nhận bí tích này trước khi kết hôn. Bí tích thêm sức giúp củng cố và làm tăng trưởng đức tin trong đời sống vợ chồng và của con cái sau này. Riêng đối với bí tích giao hòa và thánh thể, Hội Thánh khuyên, để lãnh nhận bí tích hôn nhân cho có kết quả, hết sức khuyên đôi vợ chồng lãnh nhận các bí tích giao hòa và thánh thể. Thứ hai là giai đoạn điều tra hôn nhân, hay còn gọi là rao hôn nhân. Sau khi học hỏi giáo lý hôn nhân xong, nếu hai bên quyết định dứt khoát kết hôn, thì trình cho cha xứ bên gái biết,
Ngài sẽ làm lời rao hôn nhân và rao trong ba Chúa Nhật ở giáo xứ của mỗi bên, hoặc rao hôn nhân tại mỗi xứ nhằm để cho mọi người trong cộng đoàn biết, thêm lời cầu nguyện và xem xét có gì ngăn trở thì giải quyết trước hoặc trình báo với cha xứ, đồng thời cũng để ấn định lễ cưới. Và giai đoạn sau cùng là cử hành hôn nhân. Có một điểm rất quan trọng mà anh chị cần nhớ là trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ, anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo dân luật. Cử hành bí tích hôn nhân thường diễn ra tại nhà thờ giáo xứ của bên nữ hoặc bên nam. Nếu cử hành tại một nhà thờ khác hay trong một nhà nguyện, cần có phép của cha xứ. Cử hành bí tích hôn nhân của đôi hôn nhân phải diễn ra trước mặt người chứng hôn và hai nhân chứng. Người chứng hôn là người hiện diện để đòi hỏi hai bên kết ước bày tỏ sự ưng thuận lấy nhau và nhân danh hội thánh đón nhận sự bày tỏ ấy. Bình thường, cha xứ là người chứng hôn. Tuy nhiên, Ngài có thể ủy quyền cho các linh mục khác hoặc phó tế. Nơi nào thiếu linh mục và phó tế, Đức Giám mục giáo phận có thể ủy quyền chứng hôn cho một giáo dân xứng hợp. Nhân chứng là hai người chứng giám tất cả những gì diễn ra trong cử hành đó. Sau khi cử hành bí tích hôn nhân, đôi tân hôn, vị chứng hôn và hai người làm chứng ký tên vào sổ hôn nhân, sau đó ghi việc kết hôn vào sổ rửa tội của đôi tân hôn. Chúng ta đã kết thúc điểm nhỏ thứ nhất là các thủ tục theo giáo luật. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới nghi thức bí tích hôn nhân. Giáo hội dạy rằng, vì các bí tích đều liên quan trực tiếp đến bí tích thánh thể, nên bình thường bí tích hôn nhân phải được cử hành trong thánh lễ. Trong thánh lễ, chúng ta tưởng niệm giao ước mới, trong đó Đức Kitô kết hiệp vĩnh viễn với hội thánh là hiền thê được Ngài yêu mến và hiến thân để thánh hóa. Do đó, bí tích hôn nhân được cử hành trong thánh lễ thật là thích hợp. Đôi hôn nhân bày tỏ sự ưng thuận hiến thân cho nhau bằng việc liên kết với Đức Kitô hiến thân cho hội thánh đều được hiện tại hóa trong thánh lễ và bằng việc rước lễ để nhờ kết hợp với mình và máu Đức Kitô họ trở thành một thân thể trong Ngài. Nghi thức hôn nhân được bắt đầu sau bài phúc âm và bài giảng gồm 3 phần. Trước hết là phần thẩm vấn đôi hôn nhân. Chủ tế lần lượt hỏi cô dâu và chú rể 3 câu hỏi về sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời và về việc đón nhận con cái. Những câu hỏi này nhằm giúp đôi tân hôn chính thức xác nhận trước mặt mọi người rằng họ thực sự ý thức và trưởng thành khi quyết định kết hôn, nghĩa là có sự tự do để lấy nhau, chấp nhận ý nghĩa và mục đích của hôn nhân là yêu thương và chung thủy với nhau, sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái. Kế đến là phần trao đổi lời thề hứa. Đây là phần chủ yếu của bí tích hôn nhân. Đôi tân hôn sẽ nắm tay nhau và trao đổi lời thề hứa nhận nhau làm vợ, làm chồng, đồng thời cam kết trung thành với nhau suốt đời. Ví dụ, người chồng nắm tay vợ và đọc như sau: anh là du xe Trần Văn Trung, nhận em Maria Nguyễn Thị Thủy làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Người vợ cũng nắm tay chồng và nói lời hứa tương tự như vậy. Sau cùng là làm phép và trao nhẫn cưới. Chủ tế làm phép nhẫn, sau đó anh chị trao nhẫn cho nhau như dấu chỉ của tình yêu và lòng trung thành. Sau đó, đôi tân hôn và hai người làm chứng cùng với linh mục ký tên vào sổ hôn nhân. Sổ này được lưu trong văn khố của giáo xứ. Việc ký tên này cũng có thể được thực hiện sau thánh lễ.
Thánh lễ được tiếp tục sau khi kết thúc nghi thức hôn nhân. Trong phần phụng vụ thánh thể có một lời nguyện đặc biệt cầu cho đôi tân hôn. Hội thánh khẩn cầu Chúa ban đầy ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn, để bản thân họ được thánh thiện và hạnh phúc, gia đình họ được hòa thuận và bền vững. Hội thánh cũng nguyện xin ơn thánh thần cho họ, vì Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung thủy. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý thứ 5 của chương trình audio giáo lý hôn nhân với đề tài các thủ tục và lễ nghi hôn nhân. Như phần trình bày ở trên được tóm tắt như sau. Thứ nhất, khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần đến cha xứ để được hướng dẫn về tờ khai hôn nhân, giáo lý hôn nhân, điều tra hôn nhân và quyết định ngày cử hành hôn lễ. Thứ hai, về mặt dân sự, cần đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường hay xã nơi cư ngụ. Thứ ba, các tín hữu buộc cử hành hôn nhân theo nghi thức của Hội Thánh, vì bí tích hôn nhân là hành vi phụng vụ. Hơn nữa, hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh, và vì cần phải có sự chắc chắn về sự kết hôn nên buộc phải có người làm chứng. Ngoài ra, việc công khai bày tỏ sự ưng thuận sẽ giúp hai vợ chồng sống chung thủy với nhau. Điểm cuối cùng là nghi thức bí tích hôn nhân gồm 3 phần. Một là thẩm vấn đôi hôn nhân về sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau và về việc đón nhận con cái Chúa ban. Hai là trao đổi lời thề hứa. Ba là làm phép và trao nhẫn cưới. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Xin Chúa thương tuôn đổ ơn phúc dồi dào trên chúng con là những người sắp bước vào đời sống vợ chồng. Xin giúp chúng con biết sống trọn tình vẹn nghĩa với nhau và biết mở rộng tình yêu thương đến mọi người, để làm chứng cho tình yêu thương vô biên của Chúa. Amen. Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân. Bài 6, sống đời đính hôn. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta đã theo dõi bài giáo lý thứ 5 vừa qua với đề tài thủ tục và lễ nghi hôn nhân. Nội dung bài giáo lý trên cho thấy rằng, trước hết, khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần đến cha xứ để được hướng dẫn về tờ khai hôn nhân và giáo lý hôn nhân, cũng như được hướng dẫn về việc điều tra hôn nhân và quyết định ngày cử hành hôn lễ. Thứ hai, về mặt dân sự,
Đôi bạn cần đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường hoặc xã nơi họ cư ngụ. Thứ ba, các tín hữu buộc cử hành hôn nhân theo nghi thức của Hội Thánh, vì bí tích hôn nhân là hành vi phụng vụ. Hơn nữa, hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh, và vì cần phải có sự chắc chắn về sự kết hôn nên buộc phải có người làm chứng. Ngoài ra, việc công khai bày tỏ sự ưng thuận sẽ giúp hai vợ chồng sống chung thủy với nhau. Điểm cuối cùng là nghi thức bí tích hôn nhân gồm ba phần. Một là thẩm vấn đôi hôn nhân về sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau và về việc đón nhận con cái Chúa ban. Hai là trao đổi lời thề hứa. Ba là làm phép và trao nhẫn cưới. Qua những tiến trình về thủ tục và ý nghĩa của các lễ nghi hôn nhân, một lần nữa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống hôn nhân. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, sự suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc của người tiến vào đời sống hôn nhân. Vì thế, những cuộc hôn nhân vội vàng, hấp tấp mà người ta hay gọi là cưới chạy, vì lỡ đã ăn ở với nhau, hay vì lý do này hay lý do khác, sẽ không phải là giải pháp tốt nhất. Đồng thời đó cũng không phải là điều Hội Thánh khuyến khích. Bài giáo lý số 6 hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về đề tài sống thời đính hôn. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của thời kỳ đính hôn và đôi bạn sống thời kỳ này như thế nào. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Đây là ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. Anh em phải xa lánh hẳn tà dâm. Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình trong sự thánh thiện và danh dự. Đừng buông theo dục tình đam mê như dân ngoại không biết Thiên Chúa. Kính thưa quý học viên, hôn nhân là chuyện hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời. Chính vì thế, để bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn cần được chuẩn bị về nhiều mặt. Để được thực sự tự do và chín chắn khi quyết định, thời gian đính hôn chính là thời gian cần thiết giúp đôi bạn chuẩn bị cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những bạn trẻ nào được chuẩn bị chu đáo cho đời sống hôn nhân và gia đình, cách chung sẽ thành công hơn các bạn khác. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm chính sau. Thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị cho thời kỳ đính hôn. Thứ hai, đính hôn. Thứ ba, tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn. Và sau cùng, sống thời kỳ đính hôn như thế nào? Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Giai đoạn chuẩn bị cho thời kỳ đính hôn. Việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình cần được thực hiện theo một tiến trình tuần tự và liên tục, bao gồm ba giai đoạn chính: chuẩn bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị liền trước bí tích. Trước hết là chuẩn bị xa. Việc chuẩn bị xa bắt đầu từ thời thơ ấu trong gia đình. Đây là giai đoạn hình thành nhân cách. Các em cần được giáo dục và đào tạo về mặt nhân bản, để biết quý chuộng các giá trị nhân bản đích thực, biết làm chủ bản thân và tôn trọng người khác phái. Ngoài ra, cũng cần giúp các em hiểu hôn nhân là một ơn gọi và là một sứ mạng đích thực, để từ đó các em dần dần khám phá ra ơn gọi của mình, hoặc tận hiến cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì, hoặc hướng về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Kế đến là chuẩn bị gần. Việc chuẩn bị gần là một công cuộc lâu dài,
bao gồm một chương trình giáo lý thích hợp. Người trẻ cần được đào sâu những vấn đề về tính dục, hôn nhân, bổn phận làm chồng, làm vợ, trách nhiệm giáo dục con cái, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ có được những yếu tố căn bản giúp xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định. Ngoài ra, họ cũng cần học hỏi để biết làm việc tông đồ trong gia đình, sống tình huynh đệ, cộng tác với các gia đình khác, tích cực tham gia các nhóm, các hiệp hội, các phong trào và các sáng kiến có mục đích đem lại lợi ích cho các gia đình về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. Sau cùng là chuẩn bị liền trước bí tích. Đôi bạn cần đào sâu về mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh, về ý nghĩa của ân sủng và trách nhiệm gắn liền với hôn nhân công giáo, về ý nghĩa các thủ tục và các lễ nghi phụng vụ hôn nhân. Việc chuẩn bị liền trước bí tích hôn nhân này cần thiết cho mọi trường hợp, nhất là đối với những đôi bạn còn nhiều thiếu sót và khó khăn về mặt giáo lý và nếp sống đạo. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, nói về giai đoạn chuẩn bị cho thời kỳ đính hôn. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Đính hôn. Đính hôn là kết thúc giai đoạn sơ khởi của gặp gỡ, quen biết để đưa tình yêu lứa đôi lên một mức nghiêm túc hơn và hướng đến một quyết định quan trọng là thành hôn. Lễ đính hôn là một truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Ở Việt Nam, thường có lễ dạm rồi đến đính hôn hay lễ ăn hỏi và sau cùng là lễ thành hôn hay lễ cưới. Tuy nhiên hiện nay nhiều nơi chỉ còn lễ hỏi và lễ cưới. Lễ đính hôn công khai hóa tình yêu của hai người với họ hàng đôi bên, bà con lối xóm và bạn bè thân hữu. Từ ngày đính hôn, đôi bạn có tư cách chính thức để công khai gặp gỡ tìm hiểu nhau, cũng như tìm hiểu gia đình của nhau. Sau lễ đính hôn, hai bên gia đình sẽ trình với cha xứ biết để ngài hướng dẫn đôi bạn về giáo lý hôn nhân, cũng như chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho việc cử hành bí tích hôn nhân. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ nhất và điểm thứ hai của bài giáo lý hôm nay, nói về thời kỳ đính hôn. Đến đây, có lẽ sẽ có người đặt vấn đề là ngày nay thời kỳ đính hôn quan trọng như thế nào? Và tại sao lại cần phải có thời kỳ này? Để tìm hiểu vấn đề này, mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn? Thời gian đính hôn là thời gian chuẩn bị. Việc chuẩn bị này là điều quan trọng, giúp cho đôi bạn chín chắn và trưởng thành khi đưa ra lời cam kết, cũng như giúp cho hôn ước của đôi bạn có được nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài. Hội Thánh nhắc nhở những bậc có trách nhiệm phải biết giáo dục thanh thiếu niên hợp thời và hợp cách về phẩm giá, phận sự và hành vi thể hiện tình yêu vợ chồng, nhất là trong chính khung cảnh gia đình. Nhờ đó, một khi đã được rèn luyện để giữ đức khiết tịnh, đến tuổi thích hợp, họ có thể tiến tới hôn nhân sau khi đã sống đúng đắn giai đoạn đính hôn. Thời gian đính hôn là thời gian quý báu giúp đôi bạn có thêm cơ hội thích hợp để tìm hiểu nhau và gia đình của nhau, chứng tỏ cho nhau về tình yêu của mình và xem thử những tình cảm ban đầu có thể trở thành tình yêu vợ chồng suốt đời không. Thời gian đính hôn dài hay ngắn là tùy theo mức độ hiểu biết của đôi bạn về hôn nhân và gia đình, và tùy theo đôi bạn có tâm đầu ý hợp không. Nói chung, không nên vội vàng, hấp tấp
cũng không nên kéo dài quá lâu. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba nói về lý do tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ tư. Sống thời kỳ đính hôn như thế nào? Như đã nói ở trên, thời kỳ đính hôn rất quan trọng vì nó giúp cho hôn ước của đôi bạn có được nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài. Vậy để cuộc hôn nhân được tốt đẹp và hạnh phúc, việc quan trọng trước hết cần phải làm trong thời gian đính hôn là gia tăng cầu nguyện, lắng nghe ý Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để mình có thể tìm hiểu và lựa chọn đúng đắn. Đồng thời cần học giáo lý hôn nhân để hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của bí tích hôn nhân, cũng như những đòi hỏi của bậc sống hôn nhân và gia đình. Kế đến, đôi bạn cần tìm hiểu nhau và gia đình của nhau để xem có hợp với nhau hay không. Đồng thời cần giúp nhau sửa đổi những thiếu sót, khuyết điểm trong tinh thần khiêm tốn và biết phục thiện. Đôi bạn cũng cần trao đổi với nhau về những vấn đề quan trọng, chẳng hạn vấn đề sinh sản và giáo dục con cái, công việc làm ăn, cách sử dụng tiền bạc, sống đạo, làm việc tông đồ. Bởi vì sau khi kết hôn mà không nhất trí được với nhau về những vấn đề quan trọng, hoặc phát hiện ra những chuyện tình cảm của quá khứ bị giấu giếm, thì hạnh phúc có nguy cơ bị đổ vỡ. Đặc biệt, đôi bạn cần chứng tỏ cho nhau một tình yêu chân thành, trong sáng và chung thủy. Trong thời gian thử thách này, họ phải biết tự chủ, tự trọng và tôn trọng lẫn nhau, tập chung thủy và hy vọng được đón nhận nhau như quà tặng của Thiên Chúa. Họ sẽ dành những hành động biểu lộ tình yêu vợ chồng cho thời gian sau ngày thành hôn. Họ phải giúp nhau sống khiết tịnh bằng một quyết tâm dứt khoát, can đảm từ chối mọi nhượng bộ dù rất nhỏ mọn và xa tránh những hoàn cảnh dễ đưa đến vấp ngã. Món quà tuyệt vời nhất đôi bạn có thể dành cho nhau trong ngày cưới chính là giúp nhau giữ được sự trong trắng của thời kỳ đính hôn. Những phim ảnh và sách báo lệch lạc đã khiến nhiều bạn trẻ nghĩ rằng không thể giữ được sự khiết tịnh và dễ buông theo bản năng. Thế nhưng, nếu có can đảm tự chủ trong những điều nhỏ mọn, họ có thể vượt thắng cám dỗ. Cụ thể là họ cần phải làm chủ đôi mắt, xúc giác và trí tưởng tượng. Cách riêng, họ phải luôn sống trước nhan Thánh Chúa trong tâm tình kính sợ, tin cậy và yêu mến. Tự sức riêng, họ thật yếu đuối nhưng Chúa luôn mạnh mẽ. Do đó, họ cần bám víu vào ơn Chúa bằng kinh nguyện. Nên nhớ rằng, thời kỳ đính hôn là thời gian rất cần ơn Chúa để sự chuẩn bị mọi mặt được chu đáo. Từ đó, đôi bạn sẽ cố gắng hết sức để luôn giữ mình trong tình trạng đẹp lòng Chúa và được Ngài chúc phúc. Nếu lỡ sa ngã vì yếu đuối, họ cần mau mắn lãnh nhận bí tích tha thứ. Cả hai bên đều phải ý thức và giúp nhau đứng vững vì hạnh phúc lâu bền của cả hai người. Tóm lại, thời kỳ đính hôn vừa giúp đôi bạn chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, vừa giúp họ suy nghĩ cân nhắc thật kỹ lưỡng trước sự quyết định quan trọng cho cả một đời. Bao lâu chưa cử hành bí tích hôn nhân, họ vẫn còn có thể chia tay trong bình an. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý thứ 6 nói về sống thời kỳ đính hôn. Những phần trình bày ở trên được tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, thời kỳ đính hôn rất cần thiết vì hôn nhân là việc hệ trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả cuộc đời,
Do đó, đôi bạn cần có thời gian để tìm hiểu về ý nghĩa, mục đích và những đòi hỏi của hôn nhân và gia đình Công giáo. Đồng thời, đôi bạn cần có cơ hội tìm hiểu về bản thân và gia đình của nhau để xem có hợp với nhau hay không. Thứ hai, trong thời kỳ đính hôn, đôi bạn cần gia tăng cầu nguyện, tích cực học hỏi về đời sống hôn nhân và gia đình, chứng tỏ cho nhau một tình yêu chân thành, trong sạch và chung thủy. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Chúa biết rõ tình yêu và thiện chí của chúng con đang dành cho nhau để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng con rất cần được Chúa soi sáng và hướng dẫn, hầu biết tận dụng thời gian này để học hỏi giáo lý và tìm hiểu nhau cách đúng đắn. Nhờ đó, cuộc sống hôn nhân và gia đình của chúng con mai sau sẽ hạnh phúc như ý Chúa muốn.